Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ HPK. Một số các thông tin thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì chúng ta sẽ có được giảm thuế trước bạ 50% của nhà nước. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng có rất nhiều các chương trình của nhà máy Mitsubishi. Chính vì vậy là trong clip ngày hôm nay, trong 10 ngày cuối của tháng 6 thì đội ngũ HPK sẽ cập nhật bảng giá, thông tin và lan bánh mới nhất của dòng sản phẩm Mitsubishi Expander dành cho tất cả các quý anh chị. Hiện tại thì các chương trình đang được hỗ trợ là 50 cho tới 100% lệ phí trước bạ ở từng thời điểm. Miễn phí bảo dưỡng tại các hãng Mitsubishi. Khi mà các khách hàng lấy xe thì cũng sẽ được tặng bảo hành một chiếc camera toàn cảnh 360 độ, chiết khấu thương mại lên tới 10 triệu đồng tiền mặt cho từng phiên bản, tặng 1 năm bảo hiểm vật chất khi mua tại đại lý, voucher phụ kiện trị giá 13 triệu đồng. Chương trình gói vay của MAF là của Mitsubishi với trị giá chiết khấu và cũng như là lãi suất chỉ là 0%, hỗ trợ không chứng minh thu nhập và cũng như là hỗ trợ nợ xấu dành cho các quý anh chị, đặc biệt với hai phiên bản Expander và Xpark và cả Xtrail. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phiên bản đầu tiên, phiên bản MT. Khi mà các quý anh chị chúng ta lấy với phiên bản số sàn 560 triệu đồng thì phiên bản MT lăn bánh tại tỉnh sẽ là 580 triệu, lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 599 triệu và lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 510 triệu đồng. Và khi mà các quý anh chị chúng ta lấy xe, mọi người chỉ cần chuẩn bị là 182 triệu đồng là các quý anh chị chúng ta đã có thể sở hữu được phiên bản MT năm 2024 với các màu sắc trắng, đỏ, đen, xám và nâu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phiên bản Eco có mức giá bán 598 triệu đồng. Với mức giá như vậy thì lăn bánh xong tại tỉnh sẽ là 618 triệu đồng, lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh 637 triệu và lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 647 triệu đồng, với mức giá đang giảm sẽ rơi vào khoảng 40 triệu đồng dành cho tất cả các quý anh chị. Và trả góp thì các quý anh chị chúng ta cũng chuẩn bị đó chính là 192 triệu đồng để mọi người có thể được nhận những khuyến mãi tốt nhất, và hỗ trợ trả góp sẽ lên tới là 8 năm và 80% giá trị của chiếc xe. Mọi người chuẩn bị 20% thôi là các quý anh chị chúng ta đã có thể sở hữu được dòng sản phẩm Expander AT Eco rồi, một mức giá cực kỳ hợp lý, và hầu hết các quý anh chị chúng ta lấy bản Eco thì có thể kết hợp giữa cả kinh doanh và đi gia đình nữa một cách rất là hợp lý khi mà chúng ta lấy xe ở thời điểm hiện tại. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phiên bản Expander AT Premium có mức giá bán niêm yết là 658 triệu đồng. Hiện tại đại lý đang có chương trình giảm giá chỉ còn khoảng hơn 610 triệu một chút xíu. Đây là một trong những chương trình rất tốt và sắp tới thì cũng sẽ có hỗ trợ 50% thuế trước bạ. Chính vì vậy có mức giá nó còn sẽ còn tốt hơn nữa. Lăn bánh xong tại tỉnh sẽ là 678 triệu, lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh 697 triệu và lăn bánh tại Hà Nội sẽ là 707 triệu đồng mọi người nhé, cho phiên bản AT Premium với đầy đủ tất cả các màu sắc dành cho mọi người. Và với trả góp mọi người cũng chỉ cần chuẩn bị 206 triệu đồng. Đây cũng là phiên bản mà các quý anh chị chúng ta lựa chọn nhiều nhất. Ở phần cuối video thì Quyết cũng sẽ cập nhật các thông tin về option để cho mọi người lựa chọn các phiên bản một cách dễ dàng và lựa chọn nhất. Và phiên bản cuối cùng đó chính là phiên bản Expander Cross có mức giá bán 698 triệu đồng. Phiên bản mà được các quý anh chị chúng ta yêu thích bởi sự hầm hố, sự thể thao và sự cá tính nổi trội so với ba phiên bản còn lại. Và hiện tại thì đại lý cũng có chương trình khuyến mãi rất tốt đối với phiên bản này, 645 triệu, nghĩa là hỗ trợ khoảng hơn 50 triệu đồng dành cho phiên bản Expander Cross, và lăn bánh xong tại tỉnh sẽ là 714 triệu đồng, lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh 733 triệu và tại Hà Nội sẽ là 743 triệu. Và đại lý tất nhiên cũng đầy đủ tất cả các màu sắc có thể giao ngay dành cho mọi người và hỗ trợ trả góp. Mọi người chuẩn bị 20%, tương ứng khoảng 217 triệu đồng là các quý anh chị chúng ta đã có thể lấy xe rồi. Thì mọi chi tiết thì mọi người cứ inbox trực tiếp ở đại lý miền Bắc với số hotline 0913 82 88 69 và đại lý miền Nam sẽ là 0906 884 030. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái option, cái sự khác biệt của cả bốn phiên bản. Cả bốn phiên bản thì đều chúng ta có cái kích thước chiều dài tổng thể
dài rộng cao là 4.775 nhân 1.750 và nhân 1.730, đây là trục chiều dài cơ sở 2.755 lớn nhất ở trong phân khúc với khoảng sáng gầm xe là 255 dành cho phiên bản Premium và phiên bản Cross, có phiên bản AT và MT sẽ là 205. Với kích thước cụm đèn sẽ là cụm đèn LED cho phiên bản cao cấp nhất, còn tất cả các phiên bản còn lại sẽ là bóng đèn halogen. Ngoài ra thì gương xe sẽ được chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ, vành mỡ hợp kim là 17 inch dành cho phiên bản Premium và phiên bản Cross, còn hai phiên bản còn lại thì sẽ là phiên bản 16 inch. Đi vào trong phần nội thất thì chúng ta sẽ có ghế sẽ là ghế da cho ba phiên bản cao cấp nhất, còn phiên bản MT sẽ là Urathane. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái ghế lái chỉnh điện chỉnh cơ 6 hướng cho ba phiên bản, còn phiên bản MT sẽ là 4 hướng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái option về giải trí, ví dụ như là hai phiên bản cao cấp nhất sẽ là 9 inch cho phiên bản Premium và Cross, còn phiên bản MT và phiên bản AT Eco sẽ là 7 inch mà thôi. Ngoài ra có kết nối Android Auto, Apple CarPlay không dây đi kèm với phanh tay điện tử và Auto Hold cho hai phiên bản cao cấp nhất, còn hai phiên bản còn lại thì sẽ chỉ là chỉnh tay mà thôi. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có điều hòa chỉnh điện này, có cruise control cho hai phiên bản cao cấp nhất. Sự khác biệt cũng khá là nhiều khi mà chúng ta sẽ đến với đó chính là an toàn. Khi mà được trang bị trên phiên bản cao cấp nhất cho phiên bản Premium và phiên bản Cross, chúng ta sẽ có cảm biến lùi và camera lùi, còn hai phiên bản còn lại thì chúng ta sẽ không có cảm biến lùi mọi người nhé. Còn đâu tất cả các phiên bản chúng ta đều có số túi khí là 2, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và hệ thống khởi hành ngang dốc có trên tất cả các phiên bản. Vậy thì với cái mức giá bán ở thời điểm tại, nếu các quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng cho dòng sản phẩm Mitsubishi Xpander năm 2024 thì mọi người vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình. Với cái mức giá như vậy thì quyết tin chắc rằng các quý anh chị chúng ta cứ inbox trực tiếp, đại lý cũng sẽ báo giá và khuyến mãi tốt nhất dành cho những quý anh chị. Còn bây giờ, hãy xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Gọi điện hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe.